Ngày hôm nay, em Dương xin gửi tới quý khách hàng một căn liền kề tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm có một mức giá bán siêu tốt và siêu hấp dẫn, chủ nhà thiện chí bán. Căn liền kề sao biển. Diện tích 90m, xây 4 tầng, tổng diện tích sàn gần 200m. Cạnh nhà là bể bơi, công viên, thuận tiện để ở và đầu tư sinh lời. Trước 62 tỷ không bán, nay chủ nhà cần tiền, chấp nhận bán nhanh 46 tỷ, căn biệt thự đơn lập Ngọc Trai. Kế cận với công viên, bể bơi 4 mùa, khu đẳng cấp nhất của dự án Vinhome Ocean Park. Người giàu kể cũng lạ, lúc 4 đến 6 triệu thì tranh nhau mua, giờ chỉ có 2 đến 3 triệu đô thì chẳng ai thèm xuống tiền. Biệt thự đơn lập Hải Âu 01, 280m, 4 tầng, mặt tiền 14m. View nhìn trực diện biển nước mặn 6,1 hecta. Thuận tiện kinh doanh, mở nhà hàng, quán cà phê. Dự án ngày càng đẹp, Gia Lâm chuẩn bị lên quận, chắc chắn giá bất động sản sẽ tăng.